Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Converter. Ngay trước mặt mình đây là hai sản phẩm mà mình nghĩ sẽ có rất nhiều anh em thắc mắc là ồ, tại sao 2020 rồi mà dẫn giới thiệu hai cái sản phẩm như này. Vậy thì hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video này. Đầu tiên mình sẽ nói về phần card đồ họa. Card đồ họa đây là RTX 2060. Đối với những bạn thích chơi game ấy, ví dụ như các tựa game online và offline, thì các phiên bản GTX, kể cả bây giờ là GTX 1660 Ti vẫn chưa thể max setting toàn bộ được. Tuy nhiên với RTX 2060 thì hầu như tất cả các tựa game trên thị trường hiện nay, từ online đến offline, đều có thể max setting trên độ phân giải Full HD. Với các tựa game online nhẹ nhàng thì anh em chiến 2K thì hoàn toàn mượt mà. Thì ở đây, phiên bản mình đang có ở đây là một phiên bản đến từ Gigabyte, có hai quạt đây, phiên bản đây, anh em nhìn thấy tên đây, đây là OC Edition. Thì đây phiên bản được ép xung nhẹ đến từ nhà sản xuất. Thì ở đây sẽ có hai cánh quạt với công nghệ VidFox chứ danh, tức là hai cánh quạt quay ngược chiều ấy. Nghe nó có vẻ màu mè nhưng mà thực chất là hai cánh quạt quay kiểu đảo chiều như này để tối ưu cái luồng gió cho nó mát mẻ hơn. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai ống đồng. Thật ra thì đây chỉ là một phiên bản giá rẻ thôi, thế nên những gì các bạn nhận được này đều rất tốt. Ở ngay phía mặt sau này cũng đều có miếng backplate, thì với mức giá rẻ thì nó được như này cũng rất tốt rồi. Bởi vì tại sao mình lại giới thiệu cho anh em? Thứ nhất, cách đây khoảng độ một vài tháng thì cái phiên bản RTX 2060 này nó cũng bình thường thôi. Tuy nhiên ở dịp gần đây ấy, thì Nvidia đã trực tiếp giảm giá các card đồ họa RTX 2060 rồi. Thế nên mình nghĩ đây là một sản phẩm có hiệu năng chiến giá thành rất tốt đến từ Nvidia. Ngoài ra, đây là một phiên bản card đồ họa RTX nên anh em hoàn toàn có thể trải nghiệm được tính năng Real-Time Ray Tracing. Mặc dù nó yếu nhất ấy, tuy nhiên nếu mà trải nghiệm để thử xem nó như thế nào, để xem có xứng đáng để sau này nâng cấp hay không, thì đây là một sự chọn rất tốt. Rồi, chúng ta sẽ chuyển đến bên Z390UD. Đây là phiên bản gọi là Z390 giá, cũng gọi là rẻ đấy, gần rẻ nhất rồi. Thế tại sao mình lại giới thiệu cho anh em cái mẫu bo mạch chủ này? Đầu tiên, đối với những bạn sử dụng các mẫu CPU kiểu dòng K giá rẻ một chút, ví dụ nhá, Core i3-8350K, Core i5-9600K hoặc là 9700K, sử dụng mẫu miền này rất tốt. Ngoài ra, các bạn sử dụng dẫu kiểu mẫu CPU nó kiểu non-K ấy, ví dụ như i7-9700 thường thôi, sử dụng mẫu miền Z này cũng rất tốt. Tại sao mình lại nói vậy? Với những bạn sử dụng rồi ấy, Core i7-9700 sử dụng main B ấy, thì sẽ gặp cái tình trạng gọi là không hết xung được, xung nhịp tối đa kiểu nó không đạt được ấy, nó không đạt được, nó thiếu 0.1 thôi. Tuy nhiên đối với một số bạn nó kiểu trải nghiệm nó không hết, bảo tại sao mình mua mẫu CPU về mà hiệu năng lại không trải nghiệm hết được, thì mua cái mẫu main này cũng được. Thì với cái main Z390 này, đương nhiên anh em vẫn có thể ép xung được, tuy nhiên ép xung ở cái mức gọi là nhẹ nhàng thôi, còn với bạn nào muốn try hard ấy thì mẫu main này không áp ứng đâu. Còn bạn nào thắc mắc thì mẫu main này có hỗ trợ được i9-9900K không, thì mình nghĩ là đối với i9-9900K bạn nên lựa chọn các mẫu main Z390 xịn sò khác đến Nvidia, cái mẫu main Aorus ấy, thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Rồi, tổng kết lại thì mình thấy đây là hai sản phẩm có hiệu năng chiến giá thành rất tốt để mình muốn giới thiệu cho anh em. Bởi vì bây giờ ấy, anh em nếu mà đợi sản phẩm mới thì rất khó, cái thời gian ra được cái sản phẩm mới tiếp theo thế hệ 10 chưa biết như nào cả, thì thôi dùng cái mẫu sản phẩm này tạm để dùng sau 1-2 năm nữa thì vẫn ok. Nếu như anh em quan tâm thì đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video, để bấm like, share, subscribe kênh YouTube của Alpha Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình. Và đừng quên, mặc dù thời điểm này hàng khan đúng không, chúng mình vẫn bán online và giá sẽ không đổi và hỗ trợ trả góp 0% nhé anh em. Hẹn lại anh em.